Còn đây là các cái trường mà trên server của em có ạ. Thì người dùng muốn như có là vì em muốn là cho họ một cái form sẵn để hướng dẫn. Đây là các cái trường mà trong cái file Excel của họ có. Chọn đầu tiên là thì em chọn cái trường trường mà họ là tên của bọn em. Họ là tên thì